Chào các bạn ha. Và hôm nay chúng ta quay lại với chương trình livestream của John Partner. Thì hai tuần vừa rồi thì khá là nhiều hoạt động offline khi mà tiến sĩ Ngô Công Trường về Việt Nam đã gặp gỡ được khá nhiều anh chị trong một số các chương trình offline của John Partner, như là đi thăm nhà máy BlueScope cũng như là cái buổi hội thảo seminar về con đường trở thành chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp. Thì hôm nay chúng ta bắt lại hình thức quen thuộc, đó là chúng ta làm online AMA, Ask Me Anything. Trong thời gian vừa rồi thì mọi người cũng thấy là cũng khá nhiều những cái sự kiện xảy ra liên quan đến những cái việc về truyền thông, khủng hoảng truyền thông, xử lý khủng hoảng của khá là nhiều các doanh nghiệp. Mà đối với quan điểm của Trung, có thể nó sẽ còn xảy ra nhiều nữa khi mà có những cái dấu hiệu ngày càng khó khăn hơn trong hoạt động nền kinh tế của mình. Cụ thể là những cái chỉ số liên quan đến tiêu dùng, mọi người thấy ha, bán lẻ giảm khá là nhiều. Mới đây Mobile World công bố cái doanh thu thì cũng giảm rất là nhiều. Đó là một số dấu hiệu. Và khi mà chúng ta có những bất ổn như vậy thì những cái sự vụ như vậy, khả năng cơ hội nó xảy ra khá là cao. Thì đó là lý do tại sao chúng ta có cái buổi hôm nay. Và buổi hôm nay thì hy vọng là chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi của các bạn để cái buổi chia sẻ chúng ta được mang tính tương tác cao. Và trước khi bắt đầu thì chúng nhắc lại ha, là buổi AMA Ask Me Anything là sẽ dành cho các khán giả tham gia đặt câu hỏi. Không biết là hôm nay chúng ta có những cái phần quà nào cho những câu hỏi hay không? Để chúng ta chờ xem ha. Rồi thứ hai nữa là hôm nay chúng ta sẽ nói về những cái case study. Và người lưu ý là những cái case study được thảo luận để trên cơ sở là chúng ta lấy những thông tin có trên mạng và chúng ta học, rút ra những cái bài học dành cho doanh nghiệp của mình hoặc là dành cho mình. Do đó thì đây cũng không phải là một cái nội dung mang tính chất tư vấn, cũng không phải là nội dung chúng ta mổ xẻ những cái vấn đề, mà chủ yếu chúng ta sẽ dùng để tham khảo. Và disclaimer là những nội dung này chúng ta mang tính chất tham khảo với chị ha. Còn những cái case cụ thể thì nếu anh chị nào có nhu cầu thì chúng ta có thể liên hệ cho John Partner. Hôm nay chúng ta quay lại chào mừng tiến sĩ Ngô Công Trường, một trong 40 chuyên gia xuất sắc nhất của Hiệp hội Chất lượng Hoa Kỳ ASQ. Và hôm nay tiến sĩ Ngô Công Trường đã bắt lại Hoa Kỳ. Dạ, xin chào tiến sĩ Ngô Công Trường ạ. Dạ rồi, xin chào anh Trung và quý vị khán giả. Không biết là các anh chị có nghe rõ không ạ? Hồi nãy giờ Trường thấy là có rất nhiều người đang tham gia livestream ở trên tất cả các đầu cầu rồi. Xin chào anh chị có thể tương tác cùng Trường với anh Trung nha. Rồi, thứ hai là vì đây là nội dung khá là nóng hiện nay và nó là một cái series mà đang rất là nóng luôn. Thành ra là Trường Minh Trung có hứa là dành cho các anh chị đều đặn mỗi chủ nhật hàng tuần. Thì Trường mới bay qua lại Mỹ nhưng mà không kịp thời gian để nghỉ jet lag, liên tục có những cái sự kiện, những cái webinar, những cái seminar làm với nhau. Thành ra là sáng nay cũng tranh thủ để dạy chia sẻ với các anh chị. Thì hy vọng là bữa nay chúng ta sẽ có nhiều tương tác. Thì rất mong chờ đón nhận những câu hỏi, những cái case study thực tế từ các anh chị. Dạ, không biết anh Trung với lại các anh chị nghe Trường nói rõ không ạ? Nghe rõ anh Trường ơi. Dạ rồi, ok. Chúng ta chưa nhận được câu hỏi nào thì chúng sẽ đặt một hai câu hỏi trước để chúng ta cùng thảo luận ha. Những cái khủng hoảng truyền thông thì được hiểu là sẽ có một cái sự cố, sự kiện gì đó phát sinh ra và đâu đó nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp qua những cái thông tin báo chí, qua hiện giờ là qua mạng xã hội, những cái thông tin lan truyền rất là nhiều và nó ảnh hưởng một cách gọi là không được tích cực đến cho doanh nghiệp. Và quay lại cái câu hỏi rất là cơ bản, đó là làm sao để doanh nghiệp có thể đề phòng được những cái khủng hoảng như vậy xảy ra. Tất nhiên là câu hỏi nó hơi rộng rồi. Nhưng mà góc nhìn từ sự công trường, trước khi cái chuyện đã xảy ra thì doanh nghiệp chúng ta nên làm những cái chuyện gì để đó nó hạn chế tối đa nhất những cái sự cố không mong muốn, và nếu có xảy ra thì nó cũng sẽ được giảm thiểu cái tác động đối với doanh nghiệp của mình. Dạ rồi, cảm ơn câu hỏi của anh Trung. Thì cái chỗ này Trường chia sẻ hai ý thôi. Thì cái đầu tiên là đây là một trong những cái bài học mà John Partner cũng như là Trường mang đến cho các doanh nghiệp rất là nhiều, và mình cũng chia sẻ với cộng đồng rất nhiều, đặc biệt là trong cái bối cảnh Covid vừa rồi. Thì có hai cái điều mà chúng ta cần quan tâm. Điều số 1 á, là chúng ta khi tới cái khúc mà khủng hoảng là nó buồn rồi, đúng không? Thì khủng hoảng gì cũng buồn hết. Thì trong trường hợp này chúng ta đang nói về khủng hoảng truyền thông. Thì khủng hoảng thì tiếng Anh nó gọi là crisis, và để quản trị truyền thông thì nó gọi là crisis management. Thì để làm tốt cái này thì mình nên lùi lại một chút, là trước khi truyền thông hay là khủng hoảng mà nó xảy ra thì nó sẽ diễn ra một cái điểm nó gọi là sự rủi ro. Nên mình cần phải làm tốt cái được gọi là quản trị rủi ro, tiếng Anh nó gọi là risk management. Và trước khi mà rủi ro nó diễn ra thì nó có một cái sự thay đổi là trend management. Nếu chúng ta để ý kỹ thì tất cả những cái sự cố về truyền thông, tất cả những sự cố về khủng hoảng thì nó đều bắt đầu bằng một cái trigger. Trigger ở đây là cái điểm nhấn, điểm chạm, hay là rất là dễ hiểu là trigger đó là cái ký hiệu của cái hiện tượng bị sét đánh. Thế là sẽ có một cái sét đánh ha. Nhưng mà mình không biết nó là tín hiệu của sự thay đổi. Thì ra mình không action, mình không làm gì cả. Đến một ngày đẹp trời thì nó chuyển thành rủi ro. Và khi rủi ro mình không làm gì cả thì nó chuyển thành khủng hoảng. Ở đây không làm gì cả được hiểu là mình không làm gì, hoặc mình làm rất tồi thì nó chuyển thành khủng hoảng. Rồi, cái thứ hai là liên quan tới khủng hoảng, thì
công ty nào hay cá nhân nào cũng có thể rơi vào trường hợp khủng hoảng cả. Được chưa? Thành ra mình cần phải chuẩn bị trước cho nó. Thì trường hợp khủng hoảng thì Trường hay nói vui là mình phải chuẩn bị lúc có sao từ lúc không sao. Chứ lúc mà có sao mình mới chuẩn bị là tiêu rồi. Thành ra mình phải chuẩn bị lúc không sao ha, từ khi mà không sao. Chứ còn lúc có sao thì nó tiêu rồi. Thứ hai là khi mà có sao rồi thì cái đầu mình nó nóng. Đúng không? Mà đầu mình nó nóng thì thường mình không có suy nghĩ tỉnh táo được. Thì cái lúc mà không sao là lúc mình tỉnh táo nhất, mình có nhiều thời gian nhất, mình có nhiều nguồn lực nhất. Thì mình dành thời gian để mình suy nghĩ về nó. Thành ra ở đây rất nhiều trường hợp cá nhân cũng như là tổ chức. Mình không chuẩn bị cho lúc có sao từ lúc không sao. Mình không chuẩn bị sẵn sàng việc đó. Và quay về lại thì mình có rất nhiều cái kỹ thuật để mình chuẩn bị cho việc này. Từ việc là quản trị sự thay đổi, quản trị rủi ro, quản trị khủng hoảng, tính toán trước những sự rủi ro có thể diễn ra, cũng như là lập kế hoạch duy trì trong tình huống khẩn cấp như là BCP. Thì rất nhiều cái việc cơ bản như vậy. Thì Trường cũng chia sẻ là qua quá trình mà Trường với anh Trung cũng như John mới đi tư vấn á, thì nhận ra rằng là rất nhiều điều nó thuộc dạng rất là cơ bản của các doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty đa quốc gia, nhưng mà thuộc dạng là xa xỉ dành cho các doanh nghiệp Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam ở đây không riêng gì doanh nghiệp Việt Nam tại Việt Nam, mà là doanh nghiệp Việt Nam tại Mỹ cũng vậy. Thành ra là đây là cái điểm lý do vì sao mà Trường Vinh Trung cũng muốn chia sẻ cái kiến thức này với lại cộng đồng. Thì hy vọng là các anh chị nghe Trường nói nãy giờ thì có thể bắt kịp được. Còn nếu mà các anh chị chưa rõ nào thì cứ đặt câu hỏi. Được rồi, tiến sĩ Ngô Công Trường vừa nhắc đến cái khái niệm là BCP ha, là Business Continuity Plan hoặc Business Contingency Plan, là những cái kế hoạch dự phòng để cho những cái tình huống bất ngờ hoặc là những cái kịch bản để cho doanh nghiệp tiếp tục hoạt động khi mà xảy ra những cái sự cố. Thực ra sự cố đây chúng ta hiểu nó rộng ra một chút ha. Hiểu dễ nhất là xảy ra một cái đám cháy đi là dễ nhất, hoặc là những cái chuyện gì đó phát sinh mà chúng ta không thể gọi là lên cái doanh nghiệp chúng ta làm việc được, là tình huống rất là dễ hiểu. Rồi những cái tình huống khác liên quan đến, ví dụ như là đó, chúng ta đã thấy trong giai đoạn Covid rồi, hoặc là những cái tình huống liên quan đến yếu tố bên thứ ba, liên quan đến truyền thông, hoặc là những yếu tố liên quan đến đứt gãy về sản xuất, đứt gãy về chuỗi cung ứng. Rồi như vậy thì BCP được hiểu là chúng ta cần lên một cái kịch bản BCP. Như vậy thì cái phần này chúng có đặt thêm một chút câu hỏi một chút nữa cho tiến sĩ Ngô Công Trường, là đối với những doanh nghiệp mà hiện giờ chúng ta chưa có kịch bản BCP thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu để chuẩn bị một cái kịch bản BCP cho mình? Vì tất nhiên chúng ta đều biết rằng tôi có nên có kịch bản đúng không ạ? Chuyện gì đó xảy ra tôi nên có kịch bản. Kịch bản đơn giản nhất đó, như tôi nói đó, là ví dụ là ông tổng đốc bị bệnh, ông chủ tịch bị bệnh, hoặc là cái chuyện gì đó tai nạn xảy ra, hoặc là bị đối thủ tấn công truyền thông, thì chúng ta cần có kịch bản đối phó. Trong thực tế thì có thể doanh nghiệp họ sẽ gặp lúng túng khi chúng ta đặt bút viết nên những kịch bản như vậy, thì có những cái câu chuyện gì hoặc là có những cái gợi ý gì để cho một cái doanh nghiệp bình thường bắt đầu chúng ta có cơ hội chúng ta khởi động một cái việc chúng ta viết lên một cái BCP cho mình không ạ? Rồi, ok, câu hỏi của anh Trung thì thực ra trả lời rất đơn giản thôi. Thứ nhất á, là nếu mà doanh nghiệp chưa có BCP thì đi làm BCP thôi, được chưa? Và thứ hai, tư duy cũng rất đơn giản, nếu mà làm thì có hai cách thôi. Một là nếu mình tự làm được thì mình làm. Trường khuyến khích các anh chị có thể làm. Và Trường cũng đã chia sẻ rất nhiều lần qua các cái livestream, các cái phần về chia sẻ trên YouTube, cũng như là các cái bài báo. Các anh chị có thể search 10 bước để xử lý BCP. Thì Trường đã chia sẻ rất nhiều bài báo chính thống, cũng như là các kênh mainstream, các kênh chính thống mà các anh chị có thể đọc được. Rồi, thứ hai là nếu mà chúng ta chưa bao giờ xử lý BCP, chưa bao giờ đi xử lý một cái khủng hoảng về truyền thông, hay chưa bao giờ làm những cái plan kiểu như thế này, lời khuyên rất chân thành, tức là mình đi thuê tư vấn, giống như mình đi bị bệnh vậy đó, mình tự chữa được thì mình tự chữa, mà không thì mình đi gặp bác sĩ, đúng không? Thì thuê tư vấn, thuê ai cũng được, ai giúp cho anh chị được là các anh chị cứ thuê, chứ không nhất thiết phải là gặp Trường, Minh Trung hay là JMP, ai cũng được ha. Tại vì cái đội ngũ tư vấn vì sao mình cần họ? Tại vì như này nè, đội ngũ tư vấn á, thứ nhất là họ có phương pháp luận, thứ hai họ đã có kiến thức và kinh nghiệm xử lý việc này, thứ ba họ đã có cái kiến thức và cái kinh nghiệm xử lý việc này đã thông qua rất nhiều ngành nghề khác nhau, và ta nhìn ra được rất nhiều tình huống khác nhau. Thành ra là nếu như chúng ta tự xử lý, chúng ta có thể xử lý được một việc, hai việc, nhưng chúng ta không nhìn được hết. Thành ra nó rất là nguy hiểm cho các anh chị. Ở đây chia sẻ một chút là trong quá khứ có rất nhiều lần các cái tập đoàn lớn cũng bị khủng hoảng truyền thông, nhưng ta xử lý rất là nhẹ nhàng, rất là smoothly, rất là trôi chảy, thành ra là mọi việc nó nhẹ nhàng đi. Mình chia sẻ hai cái case. Cái case đầu tiên là cái case mà chai nước có con ruồi. Thì tại cái năm đó thì cũng rất nhiều cái công ty bán nước, đặc biệt là bán nước ngọt, gặp sự khủng hoảng tương tự như vậy. Thì khi mà gặp khủng hoảng như vậy thì người ta cũng xử lý như bình thường thôi, đúng không? Mà người ta có sẵn những cái bài xử lý sẵn và bên trong có đội ngũ tư vấn sẵn rồi. Và khi xử lý như vậy thì rất nhiều công ty, đặc biệt là các công ty đa quốc gia tại thị trường Việt Nam, thì không có bị và vượt qua một cách rất êm đềm. Tuy nhiên là cái công ty mà có chai nước có con ruồi đó thì gặp sự cố rất là nặng, tại vì người ta không có chuẩn bị trước việc đó và đội ngũ tư vấn không sẵn sàng như vậy đó. Thứ hai là cái trường hợp rất kinh điển là sự cố của Starbucks. Thì các anh chị đều biết là sự cố của Starbucks khi mà kêu công an tới, cảnh sát tới bắt hai anh da đen
ngồi trong quán không sử dụng dịch vụ mà đi nhà vệ sinh. Thì rất là kinh điển anh chị. Và sau đó người ta đánh giá là CEO của Starbucks lúc đó được gọi là thiên tài về xử lý khủng hoảng truyền thông. Nhưng nếu mà các anh chị hiểu về lý thuyết và cái cơ bản về cái kỹ thuật xử lý truyền thông á, nó chả cái gì là gọi là thiên tài hết. Chẳng qua là người ta có sẵn cái bộ xử lý sẵn rồi, khi mà gặp sự cố người ta tung nó ra thôi. Đúng không? Ví dụ như khi xử lý sự cố người ta sẽ tung cái đó ra là TSG, nó gọi là Troubleshooting Guide. Ví dụ như là 0.17, 0.21, 0.35 ta đem ra người ta xử lý thôi. Trong khi đó là mình chưa ngồi suy nghĩ làm sao được. Thì cũng chia sẻ là ở đây để nói cho các anh chị hiểu rằng là không riêng gì các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đâu. Ngay các doanh nghiệp lớn mà lớn rất lớn trên toàn cầu cũng có thể bị những cái sự cố rất là nghĩ ra rất là sơ đẳng. Thì tại thời điểm mà Starbucks thì ai cũng ngưỡng mộ Starbucks cả. Và Starbucks chuyển bại thành thắng ha. Tôi nói lại, chuyển bại thành thắng. Còn cái trường hợp tương tự như vậy là trường hợp của United Airlines. United Airlines sẽ có một sự cố rất kinh điển là kéo một anh người châu Á ra khỏi máy bay. Và sau đó ông CEO này ông xử lý ba nốt nhạc. Hai nốt nhạc đầu tiên rất là cù bắp. Thì cái công ty này đi xuống và một cái tẩy chay rất là khủng hoảng luôn. Và sau đó là bắt buộc quay về lại xử lý bước số 3. Trong khi bước số 3 của ông CEO của United đó, là bước số 1 của ông CEO của Starbucks. Nhưng mà câu hỏi đặt ra là tại sao ông CEO của United Airlines, một cái hãng không lớn như vậy, không làm luôn bước số 1 đi? Tại sao mà tới bước số 3 mới làm, đúng không? Thì ở đây quay về lại cho các chị thấy rằng là đây là lý do vì sao mà mình cần phải có một sự hiểu biết rất rộng. Thứ hai là mình cần có một cái đội ngũ tư vấn dày dạn bên trong và có những xử lý tình huống xử lý khủng hoảng. Đó là những cái case mà đã đưa sẵn trong trong công ty của mình rồi, chứ không phải lúc đó mình mới xử lý ra. Thành ra ông CEO của United Airlines ổng nói rằng là sau khi sự cố xong á, thì nếu mà khôn ngoan hơn ông nên thuê tư vấn. Đây là câu ổng nói nha các anh chị, không phải Trường nói nha. Thuê đội ngũ tư vấn. Và ông khi ông nói xong động nói là nếu vậy thì nó có 5 bước xử lý sẵn thì tôi xử lý luôn cho rồi chứ mắc gì tôi phải ngồi suy nghĩ. Ở đây có một cái này là thường nó rơi vào cái cố chấp của lãnh đạo. Cái cố chấp của lãnh đạo đây mình dịch sang tiếng Việt nó gọi là tư duy của lãnh đạo, hay đánh vào trong cái mindset của lãnh đạo. Và mindset lãnh đạo như vậy chết rồi, đúng không? Thành ra là CEO của Starbucks chuyển bại thành thắng, mà một trong những cái chuyển bại thành thắng rất là kinh điển, tức là nhận lỗi đúng không, rồi xin lỗi đúng không, rồi xử lý nó. Mà xử lý nó thì thường á là các doanh nghiệp cũng bị một cái việc là mình xử lý khủng hoảng chả ai biết hết. Nên mình nói là mình xử lý như là sao người ta biết. Thì Starbucks là một cái điều rất là kinh khủng. Trường phải dùng từ rất là kinh khủng, rất là mạnh mẽ ha. Là đóng cửa toàn bộ hệ thống Starbucks trên toàn cầu trong 2 ngày. Đóng cửa xong làm gì tôi không biết, nhưng mà đó là hành động mà ai cũng thấy. Thế đi ra mua Starbucks không có. Và ông nói rằng là trong 2 ngày đó ông đào tạo huấn luyện nhân viên trên toàn hệ thống về cái việc là cách thức hành xử với khách hàng. Nhưng mà cách thức hành xử này không phải là ông đưa cái nội dung huấn luyện nó tào lao hay là thích nói sao nói, mà câu nói rất kinh điển của CEO Starbucks đó là chúng tôi dùng 2 ngày để xem xét lại cái bộ giá trị cốt lõi và giúp cho toàn bộ nhân viên trên toàn hệ thống hiểu được cái bộ giá trị cốt lõi core values này đối với cái việc chăm sóc khách hàng, và chúng tôi sẽ chuyển lại cái việc chăm sóc khách hàng đó. Và chúng tôi không muốn Starbucks trở thành một cái nhà vệ sinh công cộng, nhưng Starbucks sẽ là cái nơi chào đón tất cả mọi người, và mọi người sẽ cảm giác được chào đón, cảm giác được ấm áp khi mà tới Starbucks. Và sau 2 ngày đó họ làm gì tôi không biết, nhưng mà quay lại giờ vô Starbucks đi vệ sinh thoải mái, vô ngồi cả ngày cũng được. Và hiện nay tất cả những ở đây tôi sorry trước là tôi đang nói về cái business, không phải nói về phân biệt chủng tộc như cái gì, để cho các chị hiểu ha. Và như anh Trung đã nói về disclaimer trước là đây không phải là nội dung tư vấn, và đây không phải nội dung mà chúng tôi may đo cho các anh chị. Thành ra chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc các anh chị đã sử dụng những nội dung này cho các doanh nghiệp của anh chị ha. Nên nói trước đây là những cái case chia sẻ tình huống bài học kinh nghiệm thôi. Thì trong tình huống này các anh chị sẽ thấy là các cửa hàng Starbucks không đi ở Mỹ mà Bắc Mỹ, châu Âu. Khi các anh chị vào đó các anh chị sẽ thấy rất nhiều người đa chủng tộc từ châu Á, da màu, da đen ngồi đó cả sáng tới chiều luôn, thậm chí ngồi những cái bàn rất xịn mà không ai đuổi hết. Mà có hai cái điều Trường rất thích. Hiện nay Trường rất thích ở Starbucks và cái quán mà mình rất hay ngồi á, có hai điều rất thích. Điều số 1, ngồi cái việc mà đi vệ sinh thì miễn phí rồi. Thì bây giờ các anh chị không tin tới hàng Starbucks, xin một ly nước lọc Starbucks nó cho miễn phí luôn. Xin một ly nước lọc Starbucks cho miễn phí, mà cái ly là ly Starbucks đàng hoàng nha. Thành ra là rất nhiều người đi vào Starbucks và vẫn selfie, vẫn tự sướng như bình thường với ly nước lọc Starbucks được miễn phí, kêu một chục ly cũng được. Rồi, điều số 2 là khi các anh chị vào mà nếu mà có những người homeless, những người vô gia cư, lâu lâu người ta sẽ đưa một cái bánh, lâu lâu người ta sẽ tặng một ly cà phê hay là một ly sô-cô-la gì đó tôi không biết. Nhưng đây là ly mới hoàn toàn nha, không phải là cái ly mà khách hàng đổ trả lại hay cái ly làm bị hỏng. Never. Tại vì ở Starbucks mà nếu mà làm bị hỏng người ta sẽ quăng vô thùng rác, quăng trước mặt các anh chị luôn, chứ không phải là người ta giấu ở trong đâu. Tại đây người ta pha một ly mới hoàn toàn mà người ta dán đây cái tag đó luôn. Là dán đây cái tag là cái tên của cái anh mà homeless á. Người ta sẽ hỏi anh tên gì? Mình ví dụ như mình vô mình nói mình tên John, thì người ta sẽ dán luôn cái tag. Hey John, đây là cái ly Starbucks của bạn. Và tặng luôn, người ta không lấy tiền. Và cái người được ra quyết định ở cái level đó là cái người nhân viên bán hàng tại cái hàng Starbucks, không phải là người manager nha. Nhân viên bán hàng tự ra quyết định luôn. Bây giờ lâu lâu người ta còn mời một cái bánh sandwich breakfast cho cái người đó. Thành ra đó là cái điểm mà mình ngồi đó mình thấy ồ hay quá, người ta làm như vậy hay quá. Thành ra là chính mình cũng vậy ha. Lâu lâu mình vào Starbucks hay là vào những cái cửa hàng ở Mỹ như là Kroger, nó có những cái box trong đó từ 4 đến 10 đô, người ta bỏ thức ăn vào trong đó, trong một cái box như vậy. Và khi mình tính tiền á, người ta có hỏi mình á là bạn có muốn bỏ thêm 4 đến 10 đô trong cái bill này không?
mình hỏi lý do vì sao thì bạn mới nói là 4 đến 10 đô khi bạn trả thêm á thì là một cái box như vậy nó sẽ được tặng cho một người homeless, người vô gia cư. Nó wow, cái này hay quá. Có gì đâu, mình thêm 4 đô nữa 10 đô nữa mình giúp cho một người. Và họ có khoảng tầm 30 đến 50 cái box đồ ăn bên cạnh. À, bất kỳ người homeless nào, người nghèo đói nào có thể vào lấy bất cứ lúc nào, không cần phải hỏi. Mình thích vô mình lấy cũng được. Nhưng mà mình vô mình lấy thì nó không giống ai. Nhưng mà ai lấy cũng được chứ không phải là người ta phải vô có chứng minh nghèo đói, chứng minh homeless khỏi. Nhưng mà mình không bao giờ làm việc đó. À, thành ra là đó là cái điểm rất là nhân văn khi họ biến một cái bại thành thắng, họ xử lý một cách xung quanh truyền thông như vậy. Và khiến cho mình trở thành, mình thích Starbucks, mình thích những cái hàng như là Kroger là vì đơn giản như vậy thôi. Được chưa? Thành ra là có rất nhiều cái rất là đơn giản mà các bạn có thể thấy là họ làm mà nó chuyển thành action, nó chuyển thành hành động. Mà đó là một cái cam kết của lãnh đạo để thể hiện cái xử lý khủng hoảng truyền thông. Và người ta làm, tôi nhắc lại ha, xử lý truyền thông làm liên tục, theo dõi liên tục, thành thật xin lỗi ha. Vì thành thật xin lỗi là nguyên tắc rất cơ bản. À, thành thật xin lỗi và thành thật cảm ơn, vì hai cái này là thuộc dạng là xa xỉ ở Việt Nam ha, nhưng mà cái này là cái rất cơ bản và mình phải chuyển nó thành hành động rất là cụ thể. Mà đừng có nghĩ gì cao xa lắm. Và không biết là nãy giờ Trường chia sẻ như vậy thì các anh chị có học được bài gì không? Nếu các anh chị thấy là mình học được một bài gì đó thì có thể comment ngược lại để tôi bên Trung có cái động lực nói tiếp. Và nếu các anh chị thấy những điều mà tôi nói rất đơn giản nhưng mà nó có thể make sense, tức là nó có thể áp dụng được ngay dành cho các anh chị thì các anh chị có thể tương tác. Và để nói những điều đơn giản như vậy thì đằng sau đó là những bộ óc, những cái đầu có chất màu xám, có nếp nhăn nhăn tí xíu để suy nghĩ chứ không phải tự nhiên nó ra đâu. Mà để hành động như vậy, có những câu nói như vậy ha, huấn luyện nhân viên mà dựa trên giá trị cốt lõi, không phải ai cũng nói được câu này đâu các anh chị. Thành ra là có rất nhiều công ty hiện nay gặp khủng hoảng về truyền thông, khủng hoảng về những vấn đề mà đang diễn ra, cho dù là do mình hay do ai tôi không biết, nhưng mình không có những hành động gọi là proper action, như hành động đúng đắn để mình thực hiện. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Ngô Công Trường ha. Và chúng tôi thấy có một số câu hỏi dành cho chương trình. Thì trước khi đi qua một câu hỏi, một số câu hỏi thì chắc chúng update mọi người một chút. Hình như cái thông tin này đã từng nói trên livestream rồi. Mọi người có thể kiểm chứng lại một trong những cái chương trình BCP khá nổi tiếng dành cho, đó là dành cho nữ hoàng Anh mọi người ha. Cái kế hoạch hành động khi mà nữ hoàng Anh lý do gì đó của bà qua đời thì đã được viết từ năm 1960 và được cập nhật chỉnh sửa tới thời điểm mà nữ hoàng Anh qua đời là 60 năm. Như vậy chúng ta thấy là cái việc họ đưa ra một cái plan thì có thể nó rất là dài, cần có cái sự chuẩn bị khá là kỹ. Đặc biệt trong cái phần mà BCP cho nữ hoàng Anh ấy, thì mọi người thấy điểm rất là vui, đó là chính là nữ hoàng Anh là một trong những người sẽ chấp bút viết cái BCP đó. Ngoài Anh ra thì các quốc gia khác họ sẽ link, họ sẽ tiếp tục họ join vào cái BCP đó để cùng soạn thảo cái đó dành cho những cái tình huống khác nhau. Ví dụ như nữ hoàng Anh qua đời tại Anh, qua đời tại Úc, qua đời tại Canada. Đó là một cái thông tin mọi người có thể search trên mạng ha. Và tên của nó là Operation London Bridge, và người có thể Google cái cụm từ đó. Ok, rồi, như vậy chúng ta sẽ có một số cái... Cái đó cho mình chia sẻ chút là vì cái câu chuyện nữ hoàng Anh thì Trường với anh Trung đã chia sẻ trong nhiều cái livestream rồi. Yeah. Thì cái code mà anh Trung mới đọc á, nó là một trong những cái code, mà khi chúng ta xử lý khủng hoảng á, mà rất nhiều người, ít người không biết. Thế là chúng ta phải có những code xử lý khủng hoảng. Thế là cái vụ mà đám tang của nữ hoàng Anh á, thì người ta sẽ chuyển thành một cái code. Dự án. Và cái code đó nó có rất nhiều cái dự án khác nhau và nhiều code khác nhau. Thành ra khi mà đụng sự khủng hoảng, người ta chỉ đọc code thôi. Thế mà bấm cái code đó ra thì nó hiện nguyên cái bài BCP ra mà làm thôi. Thành ra đó là những cái bài học mà chúng ta có thể học được từ những cái case như vậy. Rồi, có bạn Phúc Nguyễn, bạn hỏi câu hỏi đầu tiên đó là liệu rằng những cái thương hiệu họ có quá chủ quan không, khi mà họ nghĩ rằng là những cái vấn đề nó xảy ra nó nằm trong một cái khung gì đó chấp nhận được, mà chúng ta hay gọi cái từ là calculated risk. Có nghĩa là xảy ra việc đó thì tôi có thể chấp nhận được, không đến mức mà nó xảy ra qua truyền thông, nhưng mà sau đó thì nó lại vượt quá cái mức độ kỳ vọng của mình và nó trở thành cái khủng hoảng truyền thông. Rồi thì như vậy á, ở đây có hai, trong câu hỏi này có hai ý ha. Thứ nhất là cái calculated risk là khẩu vị rủi ro của doanh nghiệp, chúng ta cần xác định một cái phạm vi mà chúng ta có thể chấp nhận được. Tuy nhiên khi nào nó vượt qua khẩu vị rủi ro đó, hoặc là vẫn có thể nằm trong cái khẩu vị đó nhưng mà nó tạo nên khủng hoảng, được hiểu rất là đơn giản này. Mọi người thấy trong tình huống gần đây là có một doanh nghiệp ha, và họ chỉ bị một cái lỗi, chúng nghĩ là lỗi hành vi thôi, khá là nhỏ, đó là họ khi họ design một cái video clip hoặc cái hình ảnh như đó, họ thiếu thông tin liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam này. Và cái này á, thì nếu mà trong vận hành doanh nghiệp á, thì mình có thể hiểu là vậy là ông sếp ông giao việc cho một số anh chị làm design, số anh chị làm marketing họ làm, và đâu đó là họ quên, họ thiếu sót, và cái đó nó gây ra một cái sự khủng hoảng khá là nghiêm trọng cho doanh nghiệp như vậy. Câu hỏi này thì chúng replay lại một chút để xin ý kiến của tiến sĩ Ngô Công Trường, đó là những cái gọi là calculated risk mà nó gây ra khủng hoảng truyền thông ấy, thì chúng ta nên nhìn nhận những vấn đề đó như thế nào. Ví dụ như là vấn đề nó theo doanh nghiệp thì quá nhỏ, nhưng mà tại sao nó lại gây ra một cái sự khủng hoảng liên quan đến truyền thông, và doanh nghiệp nên có cái góc nhìn như thế nào khi chúng ta đưa ra những cái giới hạn chúng ta có thể chấp nhận được trong cái việc chúng ta cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Rồi, cảm ơn anh Trung, cảm ơn bạn Phúc Nguyễn. Rất là cảm ơn các bạn đã đặt câu hỏi ha. Nhà trường đã thích những câu hỏi như thế này trong vòng MA, chứ không là anh em sẽ chuyển thành tự sướng nữa. Cái câu này có mấy ý. Ý đầu tiên là cái thương hiệu quá chủ quan. Và cái chủ quan này là nãy tôi có nói rồi, tức là mình phải chuẩn bị lúc có sao từ lúc không sao. Thành ra không bao giờ là chủ quan, đặc biệt là các doanh nghiệp càng ngày càng lớn. Và khi không ảnh truyền thông á, doanh nghiệp nào càng lớn thì càng bị nặng. Bên Mỹ cũng vậy cái gì ha. Những cái vụ kiện diễn ra người ta nhìn mặt đặt tên. Thành ra công ty càng lớn thì cái sự cố diễn ra nó càng nặng và cái rủi ro nó càng cao và cái giá phải trả nó càng cao, được chưa? Rồi, cái thứ hai là trong cái khẩu vị rủi ro thì liên quan tới khủng hoảng á, liên quan tới khủng hoảng lưu ý là khủng hoảng với lại khẩu vị rủi ro nó hơi khác một tí. Nó có liên quan nhưng không liên quan nhiều lắm. Tại vì trong liên quan tới khủng hoảng đặc biệt là khủng hoảng truyền thông. Ở đây Trường ví dụ một cái cụ thể các chị có thể hiểu cái chỗ mà khẩu vị rủi ro nó không liên quan như thế này nè. Trong cái ví dụ của anh Trung á, từ cái việc là cái người sếp người ta sẽ giao cho nhân viên design cái bản đồ đó. Và chúng ta sẽ thấy nè, trong công ty á, nó sẽ có một số việc mà khi có những việc mà trước khi đưa ra bên ngoài công ty á, nó sẽ qua những cái tầng lớp phê duyệt. Thì chúng ta sẽ coi là cái mức độ nghiêm trọng của nó, mức độ critical của nó như thế nào. Tôi ví dụ ha, mà vào truyền thông có thể design cái flyer, design cái poster, design cái clip, design cái gì cũng được. Có thể sai số điện thoại, có thể sai email. Thì cấp độ đó là người manager, người ta phụ trách. Nhưng nếu trong cái design poster đó, nó có một số thông tin sau đây. Từ ví dụ ha, ví dụ có một số thông tin sau đây. Đầu tiên liên quan tới bản đồ và lãnh thổ của từng quốc gia. Thứ hai là liên quan tới tên của từng quốc gia, hay liên quan tới tên nguyên thủ, hay liên quan tới màu cờ sắc áo, liên quan tới cái lá quốc kỳ, hay liên quan tới bài quốc ca, những cái việc như vậy. Thì có thể chúng ta phải lên cái cấp độ cao nhất là chủ tịch hội đồng quản trị phê duyệt trong cái bản thiết kế đó nó mới được đi ra ngoài. Thành ra ở đây á, quay về lại bài học của mình là gì? Bài học của mình là chúng ta chưa phân loại ra cái ma trận phân quyền và ủy quyền cho cái xử lý cấp độ truyền thông như vậy. Thành ra nếu mà ở trong các tập đoàn đa quốc gia đó, những người mà ngay cả những người marketing director cũng không được phê duyệt những cái phần thiết kế như vậy, mà nó có thể phải lên tới VP, tức là Vice President, hoặc là SVP là Senior Vice President, hoặc là President phê duyệt thì anh mới dám truyền thông như vậy. Tôi ví dụ có những cái trường hợp ha, trường hợp vừa rồi là trước đây các anh chị biết là có một thương hiệu Việt, khi người ta ra mắt xe người ta nhờ thủ tướng lái giùm, lái thử xe. Mà vừa rồi thì có một thương hiệu khác của Nhật Bản, à tôi không tiện nói tên nè, thương hiệu khác Nhật Bản cũng học lại bài tương tự như người Việt như vậy, và khi ra mắt xe cũng nhờ thủ tướng đương nhiệm của Việt Nam lái xe. Thì những cái case như vậy, những cái trường hợp như vậy và những cái việc mà đăng truyền thông như vậy thì làm sao một người marketing manager dám giao cho nhân viên tự làm được, đúng không? Những trường hợp đó chắc chắn phải lên tới chủ tịch phê duyệt, đúng không? Và cái buổi lái xe đó là ông chủ tịch phải ngồi cạnh với ông thủ tướng, đúng không? Thành ra chúng ta phải làm rất kỹ những tình huống như vậy. Và cái điều cũng rất đáng tiếc là vừa rồi chắc chưa ai nói, nhưng mà điều rất đáng tiếc trong cái việc lái thử xe gần nhất của thủ tướng nhà mình với lại một cái hãng xe của Nhật Bản, người ta quảng cáo về tính năng của xe, rất nhiều tính năng, nhưng người ta quay mất cái việc là việc an toàn. Thủ tướng ngồi trên đó lái xe và không thắt dây an toàn. Mà tôi là bệnh nghề nghiệp, tôi làm chuyên gia về an toàn, nhìn vô ngó thấy liền. Thành ra mình lái xe xe chạy thử, ok fine. Nhưng khi mà ngồi đó đừng lái, đừng nổ máy thì không sao. Ngồi đó nổ máy và lái xe tự lái một vòng, cho dù lái xe trong khuôn viên nhà máy thì không phải thắt dây an toàn, đó là điều cơ bản nhất. Và như vậy chúng ta thấy là ôi nếu vậy nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chẳng qua người ta có làm hay không, có xử lý hay không, và nó có tác động tới họ hay không, và người ta có nhận ra được việc đó hay không. Được chưa? Thành ra tất cả những tình huống như vậy, Trường nói lại bên trong đó cần phải có một đội ngũ tư vấn rất là bài bản, cho dù tư vấn bên ngoài hay tư vấn nội bộ, bên trong phải có đội ngũ đó làm. Thứ hai là một đội ngũ ngồi phê duyệt những tình huống nó rất là khắt khe. Ví dụ để bác thủ tướng ngồi lên xe đó lái thử thì nó phải có 10 bước như thế này, kiểm soát rất là chặt chẽ ngặt nghèo, đúng không? Mà nếu mà các bạn quan sát thì những cái việc này thì đội ngũ mà bên cạnh của chủ tịch của Triều Tiên thì làm cực tốt, người ta làm từng tí một, từng li ti tới từng tí một, từ cái việc mà canh cái đường xe lửa, canh cái bậc thảm xuống, thậm chí người ta làm BCP, khi mà bước xuống người ta có ba đội làm ba cái bậc tam cấp xuống cho chủ tịch, người ta làm rất kỹ. Và tình huống một, tình huống hai là giả lập, tình huống ba mới là tình huống mà chủ tịch xuống thực sự. Thành ra có rất nhiều điểm mà chúng ta thấy nó nhỏ thôi, nên nếu chúng ta có hiểu biết và chúng ta có quan sát thì chúng ta sẽ học được rất là nhiều. Thì qua tình huống đó mình quay lại trong doanh nghiệp của mình thôi, một ông thủ tướng, một ông chủ tịch tập đoàn xe hơi lớn như vậy, đúng không, mà còn quay thấy dây an toàn, thì cái việc mình design bản đồ nó thiếu vài thứ thì cái chuyện nó hoàn toàn thể xảy ra. Bây giờ nó xảy ra rồi thì bây giờ mình có càm ràm nó cũng xảy ra rồi, thì việc đầu tiên mình nhớ là những cái bước xử lý khủng hoảng truyền thông, mình nhớ nhận lỗi, mình nhớ xin lỗi và mình nhớ xử lý nó thôi. Ai trong đời cũng có thể gặp gặp khủng hoảng,
Ai trong đời cũng có thể gặp sai lầm, chỉ có một người không bao giờ gặp sai lầm thôi là người không làm gì cả, hiểu chưa? Nhưng mà cái điều quan trọng là mình có biết cách xử lý sai lầm đó không, và như từng nói là chuyển bại thành thắng hay không, đúng không? Và lúc mình chuyển bại thành thắng, nhờ xử lý khủng hoảng truyền thông mà người ta biết tới mình nhiều, và sau đó người ta biết mình nhiều, người ta đang ghét mình, bây giờ mình chuyển thành người ta thương mình, thì cũng cái đối tượng đó trở thành từ fan hâm dọa trở thành fan hâm mộ, đúng không? Thì rất là dễ dàng, nó tạo cái tính viral, khủng hoảng nó là viral. Và tương tự như vậy, khi các bạn làm truyền thông sẽ có người thích và sẽ có người ghét. Nếu mà làm truyền thông mà toàn người thích không thì chưa phải là làm truyền thông, đúng không? Hay là bạn đã xây dựng thương hiệu cá nhân hay là xây dựng thương hiệu doanh nghiệp mà toàn người thích mình thì nó không phải là thương hiệu cá nhân. Ngay cả trường cũng vậy thôi, chia sẻ với anh chị là trường Minh Trung hay là tất cả mọi người cũng vậy thôi, khi có thương hiệu cá nhân thì sẽ có những người rất thích mình, đúng không? Biết ở đây có ai thích mình không thì cho mình biết ha. Rồi ngược lại, có những người không thích mình, ở đây ai không thích mình cũng cho mình biết luôn, được chưa? Thì khi như vậy, có người thích mình và không thích mình thì như vậy mới gọi là một cái thương hiệu, là thương hiệu được thương mà nó sẽ được ghét mà, đúng không? Thì ở đây mình có một cái câu nói mà rất là kinh điển, mình học được từ cái hiệp hội luật sư Mỹ, tức là khi một người luật sư rất giỏi, rất uy tín khi ra chiến trường, đúng không? Thì sẽ có hơn 50% những người ghét mình. Tại vì nếu người ta thắng thì bên thua sẽ ghét, nếu người ta thua thì thân chủ sẽ ghét, đúng không? Thành ra là kiểu gì cũng có tối thiểu là 50% những người sẵn sàng ghét mình, thậm chí những người sẵn sàng đe dọa mình, hù dọa mình. Nhưng nếu mình không hiểu được việc đó thì đừng nên làm luật sư. Và như vậy, tương tự như vậy cũng đừng nên làm thương hiệu cá nhân, cũng nên làm thương hiệu doanh nghiệp. Và từ từ mình sẽ làm sao mình chuyển dịch những cái người mà đang chống đối với mình, những người mà đang ghét mình sẽ biết được vì sao người ta ghét mình, đúng không? Ví dụ như mình đi qua Mỹ, mình nói tiếng Anh, xong cái thằng đó nói tao không thích mày, hỏi sao vậy, anh nãy có nói gì sai không? Nó không, nó đúng hết, vì sao ghét? Tại vì accent của mày là người châu Á. Thì mình nói trời ơi, cái này về sau sao sửa được, thì mình mới nói câu này nè: accent của tao là người châu Á chứng tỏ là tao biết ngoại ngữ, còn accent của mày là người Mỹ á, mày biết ngoại ngữ không? Ngoài tiếng Anh tao biết tiếng gì, mày nói tao nghe coi. Nó không, tao biết tiếng Mỹ thôi. Thì nếu mà mày chỉ biết tiếng Mỹ thôi á thì mày còn thua con tao nữa. Thì con tao nó đẻ ở Mỹ nè, và nó nói tiếng Mỹ y chang như mày luôn, mày tin không? Mà con tao nó nói được tiếng Việt nữa, nó nói tiếng Trung nữa, thành ra accent người nước ngoài cho mày biết là tao cũng biết ngoại ngữ. Thì khi mình nói ra xong thì nó nói: "Ồ, mày nói được câu đó hả? Để về tao học ngoại ngữ." Và từ đây nó rất là bình thường, tại vì không thể nào, có một cái điều mà tôi nói các anh chị không thể nào thay đổi được là cái nơi mình sinh ra và cái chỗ mình chui ra, có hai cái điều mà không thể nào thay đổi được, mình không có sự lựa chọn các anh chị. Tôi nói lại, cái nơi mình sinh ra và cái chỗ mình chui ra, nên từ đó mình chỉ thay đổi được những chỗ khác thôi. Và tương tự như vậy, có rất nhiều anh chị tham gia trên cái kênh YouTube hay là cái kênh mà AMA của trường Vĩnh Trung thì cũng có comment rằng là hai anh đề nghị hai anh nói tiếng Việt hoàn toàn đi chứ đừng nói tiếng Anh. Thì tôi cũng rất xin lỗi là không thể nào nói tiếng Việt hoàn toàn được, không phải là xin gọi, tại vì tất cả từ tiếng Anh mà tôi bên Trung có nói thì đều có nói hai lần bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Và vì chương trình AMA nên không có thể có đội ngũ mà làm caption, làm cái phiên dịch live caption cho các anh chị được, và cũng không có đủ nguồn lực để ngồi làm tất cả những cái caption live dành cho các anh chị. Và khi nào mà chương trình thu phí, các anh chị tham gia đóng phí thì Trung mới là sẽ làm việc đó, vì có kinh phí để làm. Còn này đang là chương trình pay forward cho cộng đồng, và làm như vậy là đúng mệt rồi, đúng không? Thì giờ ngồi làm title đó hơi mệt. Thay vì mình cầm lên như vậy thì các anh chị nên đi học tiếng Anh vài từ để mình biết được. Là tôi rất happy khi cộng đồng học viên của Show Manager ban đầu có rất nhiều người không biết tiếng Anh, nhưng sau một năm là nào nói toàn tiếng Anh không, thì như vậy người ta mới nâng tầm lên. Và như vậy thì có những cái khúc mà người ta không thích mình nghe mình hiểu vì sao người ta không thích mình, và đó là những cái điều mà thuộc dạng là nó quá hiển nhiên rồi thì không thể nào nói được ha. À, tương tự như vậy, khi tôi đi dạy ở Việt Nam cũng vậy, có rất nhiều học viên người ta thích, và có nhiều học viên người ta đánh giá là tôi không thích ông thầy này. Hỏi sao vậy? Thì ông thầy ông nói cái giọng accent người Quảng Nam. Tôi sinh ở Quảng Nam thì accent Quảng Nam là đúng rồi, chứ suy nghĩ gì nữa. Tôi sinh ở Quảng Nam, accent Nghệ An mới là vấn đề, đúng không? Và không thể nào thay đổi được cái gì. Cho dù hôm qua tôi làm speaker ở bên này cũng vậy, mặc dù tôi nói tiếng Anh là tiếng Việt, có nhiều người lại nói: "Ủa, anh người miền Trung hả?" Dạ đúng rồi. Không thể nào thay đổi được cái gì. Chỉ là người ta nghe một hai giọng thì người ta sẽ biết mình người đó. Thành ra đôi khi các chị phải chấp nhận sự thật và chuyển bại thành thắng trong những câu chuyện như vậy. Và trong một số thương hiệu các chị thôi, các chị to, các chị bự, các chị nhiều người biết thì người ta mới ghét. Tại sao người ta không ghét những thương hiệu nhỏ nhỏ đi? Tại sao người ta ghét, không ghét những người mà không có gì, đúng không? Thì đó, chúng ta thấy những thương hiệu mà bảo hiểm vừa rồi, thương hiệu thời trang vừa rồi, những thương hiệu nước ngọt vừa rồi, những thương hiệu nước uống vừa rồi, những thương hiệu hãng máy bay vừa rồi là những thương hiệu rất to, thậm chí là to nhất trên thị trường. Nói lại ha, những thương hiệu đó là không không phải là to thường nha, to nhất thị trường. Thì to nhất thì người ta mới ghét, thường thường ghét làm gì, đúng không? Nó khác, mới không tốn thời gian. Và như vậy chúng ta sẽ thấy là như vậy việc đầu tiên mình được ghét chứng tỏ là mình to, thậm chí mình to nhất, đúng không? Nên là việc đầu tiên của những người đầu tiên, ngày đầu tiên khi làm tổng thống, thì trong 100 ngày tiếp theo họ phải đi làm xử lý khủng hoảng, và phải có 10 cái điểm cần phải hành động ngay trong cái bucket list, trong cái danh sách cần phải làm trong sau 100 ngày sau khi làm tổng thống. Và việc đầu tiên thì làm tổng thống là đi quản trị biểu tình. Ông nào là tổng thống thì việc tiếp theo ngày hôm sau ngủ dậy là nhớ quản trị biểu tình, tại vì
cho dù ông A hay ông B là tổng thống thì ngày hôm sau nó cũng biểu tình, được chưa? Và nếu nó không biểu tình chứng tỏ là cái việc mình làm tổng thống chả ai biết, đúng không? Và mình làm tổng thống có áp phê với họ, họ mới biểu tình, chứ không áp phê biểu tình chứ. Thành ra đó là cái minh chứng cho cái việc chiến thắng. Và ở bên Mỹ cũng vậy, vừa rồi các chị đều biết là một vụ cựu tổng thống đã gặp một cái tình huống rất là khó xử, đúng không? Nhưng ông đã chuyển bại thành thắng. Và các chị biết đội ngũ tư vấn của ông tổng thống đó, họ làm nguyên một cái lộ trình 100 ngày, tức là có một cái plan mà tôi rất là ngưỡng mộ, đó chính là cái ngày đầu tiên mà ra tòa đó thì cái ngày thứ hai họ lập luôn cái plan từ buổi chiều đó, là tổng thống phải quay về lại quê nhà và sẽ làm một cái phát biểu trước công chúng, và ngày thứ ba là chuyển bại thành thắng và chuyển thành fan hâm mộ liền. Thì các chị thấy cái này rất là khủng khiếp luôn, nên thậm chí là có một số người người ta chỉ chờ những cơ hội khủng hoảng như vậy thôi. Tại vì trong truyền thông á, nó các chị cần phải tạo ra sự viral, đúng không? Tạo ra sự nhiều người biết, và cái khủng hoảng là một cái viral rất là mạnh, đúng không? Do mình yếu thôi thì mình bị nó đánh chết, còn nếu mình mạnh thì mình sẽ chuyển nó thành một cái sức mạnh của mình. Thành ra trong buổi MA này thì chia sẻ rộng hơn tí xíu dành cho một số cái quan điểm mà các anh chị có thể thấy là mình không search ở trên Google hoặc mình có thể không đọc sách được, nhưng mà cái này là chia sẻ đây cho cộng đồng học viên của John Banners hay là các anh chị đang theo dõi anh Trung, John Banners và Trường có thể có thêm một số thông tin quý giá. Dạ, cảm ơn anh chị. Cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Ngô Công Trường ha. Chúng ta qua cái phần tiếp theo, một câu hỏi tiếp theo thì không biết là tiến sĩ Ngô Công Trường có thời gian để theo dõi cái sự kiện gần đây của Manulife không ạ? Dạ anh Trung cứ nói được, nếu mà biết thì sẽ trả lời, Rồi. không biết nó không biết. À, ok. Thì tóm tắt lại chút xíu là nó xuất phát từ một diễn viên ha, diễn viên cũng được xem là nổi tiếng và có sự comment nhất định về cái dịch vụ và những là hợp đồng của Manulife, sau đó dẫn đến một cái khá là nhiều những cái tranh cãi trên mạng cũng như là những cái được gọi là khủng hoảng truyền thông dành cho cái doanh nghiệp và bảo hiểm này, và từ đó phát sinh ra khá là nhiều vấn đề. Và thậm chí cái bạn mà rất là ít tội tình đó là cái bản chất của cái dịch vụ bảo hiểm, ông bảo cái sản phẩm bảo hiểm bản chất nó cũng chả là cái lỗi gì cả, nó là cái công cụ và nó là cái dịch vụ thôi, cũng bị lôi ra để bình luận và gắn ghép cho nó một số cái tội khá là tội. Tương tự như vậy, ngày xưa mọi người thấy cái khủng hoảng về trái phiếu cũng vậy thôi, bản thân cái công cụ trái phiếu nó chả có tội gì cả nhưng nó bị gắn cho khá là nhiều những cái tội đồ liên quan đến nó. Như vậy thì cái sự kiện vừa rồi thì theo quan điểm của Trung thì nó là một cái khủng hoảng truyền thông của doanh nghiệp này. Thì tuy nhiên là câu hỏi là chúng ta có thể tránh được những cái sự cố tương tự như vậy không? Thì thực ra trong như nãy giờ mọi người nghe cái câu trả lời của tiến sĩ Công Trường ấy, thì những cái sự cố vậy nó sẽ phát sinh thôi. Cái việc trước khi phát sinh ấy, là chúng ta cần có cái sự chuẩn bị cho cái sự phát sinh này đã, rồi chúng ta sẽ cố gắng làm sao cho cái sự kiện này nó không được nó không lan rộng đến như vậy. Không biết làm ở đây anh chị ở đây có bao nhiêu người quan tâm đến cái sự kiện này ạ? À? Ai quan tâm đến cái sự kiện về bảo hiểm và diễn viên này ạ? À? Để chúng ta có thể dành thời gian chúng ta thảo luận thêm. Ai quan tâm chắc dù mình số 5 ạ? hôm À? nay Ok, cảm hôm ơn. nay các chị đang coi livestream bên đó là 8:30 tối đúng không, chắc là vừa vừa nằm trên giường vừa enjoy vừa coi livestream hay sao, không thấy ai tương tác. Cái này nó có hơi hơi giống một cái sự kiện mà đã xảy ra vào khoảng năm 2021, mọi người nếu mà người nhớ lại là trong cái đợt dịch Covid, cái nhãn hàng Bách Hóa Xanh họ bị một cái đợt khách hàng ghét tương tự như cái đợt này và bị một số cái lỗi rất là cũng khá là nhỏ, cũng cơ bản thôi mà tôi nghĩ là nó cũng không đến mức như vậy, nhưng mà cuối cùng cái gì xảy ra thì cũng xảy ra. Tuy nhiên thì cái đợt trước của Bách Hóa Xanh họ có làm một cái việc mà tôi nghĩ là nó tốt hơn một chút, đó là gần như toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty đó họ không có lên mạng xã hội, họ lên lên tiếng một cái gì đó để cho cái người đại diện truyền thông của doanh nghiệp họ lên tiếng thôi. Điều này hơi khác một chút, anh em bảo hiểm nên ý kiến nhiều quá, tranh luận nhiều quá, cãi nhau nhiều quá nên là làm cho cái sự kiện này nó mang tính tăng viral đi nữa. Như vậy là ngoài các anh em của công ty đó thì còn các anh em làm nghề bảo hiểm công ty khác cũng bay vào tranh luận, nó tăng cái tính tương tác này rất là dữ dội. Rồi như vậy á, back lại cái câu hỏi của bạn này thì như vậy không biết là doanh nghiệp có thể tránh những sự cố tương tự như vậy được không? Chúng đổi một chút xíu là doanh nghiệp những cái sự kiện như vậy thì làm sao có thể cho nó bớt loang ra đi, tại vì kiểu gì cũng có người cầm lên thôi đúng không ạ, và xui là cái bạn này cầm lên nổi tiếng quá thôi, nhưng mà làm sao cho tránh nó bớt loang đi và làm sao những cái đội ngũ mà đông như thế, ví dụ như là mình nghĩ là công ty này quản lý phải mấy chục ngàn người, làm sao cho cái đội ngũ nó không tham gia giúp cho cái vết dầu loang ra nữa. Chúng muốn nghe cái nhận định của tiến sĩ Ngô Công Trường ạ. Dạ rồi, cảm ơn Trung, cảm ơn các anh chị đã tương tác ha. Các anh chị nãy giờ nghe tôi nói hay hay dở thì cho tôi biết luôn các anh chị ha. Coi có bị khủng hoảng không? Dạ. Tại vì mỗi lần mà livestream như vậy mà ngồi một mình bên Mỹ mà thấy các anh chị im re cũng sợ lắm. Rồi, cảm ơn anh Hoàng Lâm Vũ rồi coi rất nghiêm túc. Dạ, ngồi coi luôn. Rồi, cảm ơn các anh chị. Các anh chị tương tác là cái động lực để Trường bên Trung nói mỗi tuần nữa các anh chị. Trường sẽ mượn cái case ha. Mượn cái case mà anh Trung đang show trên bảng của một diễn viên và một cái công ty bảo hiểm. Mình sẽ chia sẻ anh chị một cái góc nhìn hơi khác tí. Có thể góc nhìn của mình thì trước giờ các anh chị chưa nghe hoặc là chưa có chuyên gia nào nói hoặc là không có công ty nào nói. Chúng ta sẽ có một góc nhìn thì trước khi mà trả lời câu hỏi là how của anh Trung đang hỏi và các bạn đang hỏi như vậy. Trả lời câu hỏi how là làm thế nào á,
thì mình sẽ start with why, tức là mình bắt đầu bằng hỏi tại sao. Có bao nhiêu anh chị đang ngồi ở đây mình nghĩ rằng là cái why, cái lý do tại sao nó có cái khủng hoảng này, nó có cái drama này, là cái why này nó không phải là một cái ngẫu nhiên mà nó một sự sắp đặt không? Cho bây giờ các anh chị nghĩ là những cái case kiểu như thế này, đó là một sự sắp đặt về truyền thông không? Để tôi chia sẻ luôn nha, cái sự lan tỏa này, sự tác động của cái case mà bảo hiểm này nó lớn tới mức mà không phải ở Việt Nam không đâu anh chị. Cái ngành bảo hiểm của người Việt bên Mỹ này nó cũng có ảnh hưởng tác động luôn. Rất nhiều người đang làm ngành bảo hiểm bên Mỹ này hỏi tôi về case này, đặc biệt là tối ngày hôm qua khi tôi ngồi ăn tối với là một cái team ngồi làm bảo hiểm sức khỏe bên này, ai cũng biết cái case này. Và đặc biệt là khi ngồi nói xong khỏi mất công để giải thích, trời ơi, hồi xưa phải nói về life insurance, nói về bảo hiểm nhân thọ, nó giải thích tủ tùm lum hết. Giờ bây giờ trong cái bàn 20 người có 3 ông làm bảo hiểm, 17 ông không làm bảo hiểm mà nói ra ai cũng biết hết. Thì điều này nói lên cái gì? Cái gì thứ nhất là mình để tăng cái awareness, tức là cái nhận thức, cái hiểu biết về cái sản phẩm này. Thì đây là một cái case tôi đánh giá là quá tuyệt vời cho cái việc là tăng cái awareness, tăng cái nhận thức này. Đúng không? Giờ tôi hỏi thử nha. Các anh chị ở đây trước giờ ai không quan tâm tới bảo hiểm nhân thọ? Ai chưa hề mua bảo hiểm nhân thọ? Bây giờ ai cũng biết về bảo hiểm nhân thọ. Nếu đúng như vậy thì nhắn cho mình chữ yes trong phần chat đi. Tôi thì mặc ngoại lệ thôi. Là tôi là đào tạo cho hầu hết công ty bảo hiểm nhân thọ lớn ở Việt Nam rồi. Và thứ hai là tôi là người mua bảo hiểm nhân thọ rất rất nhiều, ngay cả Việt Nam và Mỹ. Đúng không? Và một trong những người trẻ nhất mua nhiều nhất với mệnh giá cao nhất của rất nhiều công ty bảo hiểm. Đó là tôi là ngoại lệ. Còn chị ở đây có ai rơi vào tình huống đâu? Dạ, yes phải không? Thứ hai, hồi xưa giờ cái hãng bảo hiểm này cũng rất là nổi tiếng, mà bây giờ cái hãng bảo hiểm này nó trở thành là SEO tự nhiên rồi. À, thuật ngữ về về marketing và advertising, về về quảng cáo và truyền thông á, nó sẽ gọi là organic SEO. Chia sẻ một chút là đây là cách mà trường làm cho chính trường từ lâu rồi. Nếu mình không có chạy S, chạy quảng cáo gì cái gì, chạy S thì hết tiền trả cho quảng cáo nó sẽ tay mình đi xuống. Thành ra khi mình đi theo organic, nếu các anh chị không tin thì search thử dùm tên tôi trên Google, search Ngô Công Trường, thậm chí các chị bấm chữ Ngô là ra luôn chữ công trường luôn rồi. Mà cái tên chữ công trường nó rất là dễ nhầm lẫn với là công trường xây dựng nha các anh chị. Thành ra các chị bấm chữ Ngô là ra rồi. Thì đó là lý do vì sao làm organic. Và cái tên thương hiệu bảo hiểm này bây giờ nó đầy nhóc trên mạng luôn, nó đầy nhóc luôn, nó lấn át luôn những công ty bảo hiểm mà hồi xưa là top of mind trên thị trường. Tôi không tiện đọc tên, mới đọc tên thành ra quảng cáo dùng cho họ rồi. Thành ra là các chị thấy những công ty mà được gọi là top of mind, tức là suy nghĩ đầu tiên của khách hàng trên thị trường, thì qua cái case này những cái thương hiệu đó biến mất luôn, sợ ra trục trang chưa ra cái công ty đó. Rồi sau khi lên xong á thì người ta còn đào ra được cái gia phả là cái công ty mẹ của công ty này là công ty nào nữa, ghê không? Là công ty mà anh Trung đang chat trên bảng là cái bạn IMO official đang hỏi đó, là ra luôn công ty mẹ luôn. Hồi xưa trời chưa biết công ty này công ty nào, giờ ta công ty mẹ luôn. Hay cũng chưa biết được là trong bảo hiểm nhân thọ nó có nhiều loại. Loại đầu tiên là term life, tức là bảo hiểm nhân thọ có thời hạn. Loại thứ hai là IUL, là bảo hiểm nhân thọ mà đi qua xuyên quá trình của mình vào một cái loại bảo hiểm đầu tư. Và trước giờ cũng chả ai quan tâm tới việc là thời hạn bảo hiểm của mình là 75 năm, 99 năm hay là forever. Thành ra là rất nhiều người không biết về những trường hợp này. Thành ra là các anh chị sẽ thấy là bây giờ người ta biết được khi mua bảo hiểm, thứ nhất nhớ đọc kỹ điều khoản bảo hiểm. Dạ, tôi nói là bảo hiểm không có lừa ai hết á, chẳng qua là mình có đọc hay không thôi. Rồi, thứ hai mình ký vào trong đó, mà mình ký từng trang và từng trang nó đều ghi là tôi đã đọc, đã hiểu và đồng ý mà. Và tất cả công ty bảo hiểm đều cho mình có thời hạn để mình chỉnh sửa, và mình back out, tức là mình không mua thì mình lùi ra, mình không mất đồng nào hết á. Có công ty cho 30 ngày, công ty cho 45 ngày, công ty cho 60 ngày, mình được điều chỉnh mà. Và trong suốt quá trình mua mình thích điều chỉnh lúc nào cũng được hết á. Được chưa? Thành ra ở đây tôi chia sẻ một chút rộng hơn về ngành bảo hiểm này. Đó là có một đất nước nó tuyệt vời, đó là đất nước Hàn Quốc. Người ta muốn khuyến khích tất cả người dân mua bảo hiểm nhân thọ để đỡ gánh nặng xã hội. Người ta nói hoài không ai mua hết á. Người ta có biết quyển sách thì nếu anh chị thích thì đọc hai quyển sách này. Quyển sách nó tên là Thịnh vượng tài chính tuổi 30, tập 1 và tập 2. Thì người ta xuất bản sách, người ta tặng cho toàn người dân Hàn Quốc, đọc xong khỏi đi bán bảo hiểm luôn, tự động mua. Thì trong quyển sách nó có 6 nhân vật, mà nếu mình không mua bảo hiểm ở độ tuổi này, hay là mình mua bảo hiểm độ tuổi này, thì mình sẽ giống nhân vật số 1, 2, 3, 4, 5, 6 vậy đó. Rồi mà đọc xong khỏi cần đi bán. Và đó là do vì sao khi tôi đào tạo với công ty bảo hiểm, tôi nhờ các anh chị đọc giúp quyển sách này. Hay tôi muốn ai mua bảo hiểm á, tôi chỉ cần nói anh ơi, anh đọc giúp em quyển sách số 1. Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay anh 27 tuổi đọc quyển sách số 1. Năm nay anh trên 30 tuổi đọc quyển sách số 2. Rồi anh về anh coi thì anh giống nhân vật nào. Anh ơi, trời trường hơi ghê quá. Đọc xong thấy thôi bán nhanh cái bảo hiểm lại lẹ, được không? Thành ra là đó là mình nói lại về awareness. Thành ra mình quay lại ha. Đầu tiên là cái why. Cái why này là do chủ ý hay vô ý, hay là mình ví dụ góc nhìn khác, nó hơi gọi là hơi breakthrough cho các anh chị một chút, tức là hơi đột phá một chút cho anh chị cái suy nghĩ về mindset ha. Ở đây các anh chị có ai biết cái vụ mà ly hôn nổi tiếng của ông chủ với cô chủ của cái hãng cà phê không? Dạ, nếu mà biết thì cho tôi biết ha. Rồi khi mà tôi nói tới đó thì mà các anh chị biết rồi, chứng tỏ là nó nổi tiếng đúng không? Thì cái vụ ly hôn này tới thời điểm này nó mất đâu đó khoảng 1 triệu đô cho cái phí ly hôn được gọi là phí tòa án, phí luật sư 1 triệu đô. Các anh chị biết rằng là để một thương hiệu brand awareness, tức là thương hiệu có một thương hiệu cà phê mà cho người ta biết được ở trên Việt Nam và trên trường quốc tế, thì các chị tốn từ vài chục triệu đô tới cả 100 triệu đô để các chị làm marketing. Vì đó là cái tiền chi phí marketing trong ngân hàng tiêu dùng danh. Thì ra các chị sẽ thấy là wow, mình tốn ra 1-2 triệu đô cho cái chi phí ly hôn này,
mà cả hai thương hiệu ai cũng biết, thương hay ghét tôi chưa nói nha, đầu tiên là ta biết rồi, tới bên Mỹ người ta còn biết là trời ơi, cái thương hiệu này của chị vợ, thương hiệu này của ông chồng, thương hiệu nào xưa nó như này như kia, ghê quá chị. Trong khi đó anh chị biết là làm market entry, tức là để xâm nhập thị trường Mỹ cho người ta đọc được cái tên của mình trên toàn nước Mỹ, các anh chị sẽ tốn từ vài chục triệu đô tới cả trăm triệu đô cho toàn người dân nước Mỹ này chưa ta biết, giờ ai cũng biết hết. Đi ra siêu thị người ta sẽ nói là ra siêu thị người ta không đọc được cái tên cà phê đâu các chị nha, người ta sẽ nói là bán cho cái bịch cà phê 3 trong 1 của cô vợ, rồi đưa cho bịch cà phê cô vợ, bán cả bịch cà phê 3 trong 1 của ông chồng á, đưa cà phê cho ông chồng, thấy game cái gì. Thành ra các anh chị sẽ thấy là những cái vụ ly hôn như vậy á, nó dài gì mà nó kết thúc nó hoài vậy luôn, lâu lâu nó la lên cái, lâu lâu nó la lên cái cho các anh chị biết ha. Thì vừa rồi cũng vậy ha, có trường hợp của hai ca sĩ đó đình đám ở Việt Nam, hai ca sĩ nam đình đám chửi qua chửi lại, và chửi qua khí thế luôn, chửi qua chửi lại hoài luôn, fan hâm mộ fan hâm dọa hai bên chửi nhau qua chửi qua lại, cuối cùng hai anh hợp tác với nhau làm cái live show bán vé ngay trong 5 phút hết sạch. Dạ tôi mua vé không phải là đi coi ca nhạc, coi thấy hai đại ca idol tôi cãi nhau sao, rồi sau đó ông không thấm thiết sao, vậy thấy thông minh không? Tôi đang nói về breakthrough nha, chưa nói đúng sai ở đây. Thành ra đó là mình hết sức bình tĩnh, mình nghĩ là những cái why như vậy. Rồi bây giờ quay về lại, nếu mà trong tình huống mà mình không muốn nó diễn ra mà nó diễn ra thì xử lý như thế nào? Thì xử lý như thế nào thì nãy giờ tôi nói đầu giờ rồi, nếu mà không muốn nó diễn ra mà nó vẫn diễn ra thì cách xử lý ở đó là có từng bước nó xử lý rồi, tôi nói rồi ha. Rồi tránh được những sự cố tương tự hay không? Dạ nếu mà tôi làm trong ngành bảo hiểm này, tôi mong những sự cố nó xảy ra để cho tôi khỏi công đi giải thích. Được chưa? Bà anh Trung có nói hồi nãy rất hay là tại sao cái nhân viên các công ty bảo hiểm khác nó cũng bay vô nó chửi luôn, bay vô nó la rối sùm ấy, đúng không? Cái từ chửi đây là từ chửi tích cực ha, gọi là debate. Là vì sao? Nó ảnh hưởng tới cái ngành của họ và đây là cái thời điểm để cho họ được lên tiếng. Trước giờ không ai biết và mỗi mỗi lần đi ra nói là nó bị như vậy thì bị lên tiếng. Và cuối cùng ha, cuối cùng các chị tất cả là tôi không biết là các chị có theo dõi không, thì cách đây vài ngày nó cũng có happy ending, rồi hai bên làm với nhau giảng hòa, cô diễn viên cũng vui, anh bảo hiểm cũng vui, và cuối cùng là cả nhà cũng vui. Xong đó cô diễn viên cũng mới nói một câu rất quan trọng, cô nói một câu rất quan trọng, dạ cái này không phải là lỗi lỗi của công ty mà cái này á, là sau này các anh chị nhớ đừng bị giống như em, là khi mua bảo hiểm nhớ đọc kỹ điều khoản bảo hiểm. Cái câu này hiển nhiên quá, muốn nói gì nữa, cái câu này ai trả, các anh chị đi mua cái gì phải đọc đúng không, đi mua viên thuốc nó còn ha, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng mà bảo hiểm nó còn có một cách tuyệt vời là các chị mua xong ký vô luôn. Rồi lưu ý là bảo hiểm nhân thọ người ta bảo vệ cho chị cái ngày day one là cái ngày các chị ký, chứ không phải ngày mà các chị chính thức trở thành hợp đồng đâu, và nó có 30 ngày bảo hiểm tạm cho các chị, và các chị có 30 ngày 60 ngày back cao ra, tức là không mua người ta trả tiền ngược lại, người ta bảo vệ cho chị ngay từ ngày đầu tiên, do mình không đọc thôi. Thì cô ngày này cô thay lời muốn nói là vậy, thay giờ đừng giống em, các chị nhớ đọc kỹ cái hợp đồng này chứ đừng giống như em, thực ra do lỗi của em không đọc kỹ thôi, nên thôi bây giờ em năn nỉ cái công ty bảo hiểm em nhờ các anh chị sửa lại cái term life, giờ giờ em đóng 74 năm em chết mất tiền không có uống được đâu, em có xài được cái tiền ở đâu, thay đổi lại giùm em số thời gian đóng ngắn ngắn lại. Thành ra đó là những cái câu theo lời muốn nói, thành tôi mới gọi nó là happy ending. Happy ending là sao? Là giờ ai cũng vui rồi, ai cũng happy đúng không, và tự nhiên bây giờ cô diễn viên này hồi xưa nổi tiếng hay không thì tôi không biết, anh Trung có thể biết cô diễn viên này tôi không biết, nhưng bây giờ là tôi cũng biết cô này luôn. Rồi như vậy chứng tỏ là cô này nổi tiếng. Và thứ hai là cái công ty bảo hiểm này thì bây giờ nó trùm luôn rồi, bá đạo luôn rồi, top up live. Bây giờ các anh chị chỉ cần lên đánh bảo hiểm nhân thọ nó ra luôn tay công ty này luôn. Nó giống như Honda của xe máy vậy đó. Thật ra nó là top up the line. Và bây giờ ai trong đầu cũng có một cái nhận thức về bảo hiểm nhân thọ, đúng sai tôi chưa biết. Nhưng mà cái brand awareness, cái nhận thức về cái thương hiệu này, nhận thức về sản phẩm này là một cái đập bức tường về tư duy, đập bức tường về nhận thức mà qua những cái case này toàn bộ người dân người ta biết. Và một cái điều cuối cùng muốn chia sẻ là ở xứ mình á, mỗi lần mà nó có những cái drama kiểu như thế này á thì hết sức bình tĩnh, là chuẩn bị sẵn cho cái behind the scene là nó có một cái biến cố gì đó rất lớn trong xã hội mà chuẩn bị xảy ra. Lưu ý cái đó. Thì thường có một biến cố gì đó rất lớn trong xã hội chuẩn bị xảy ra thì nó sẽ có những biến cố tào lao kiểu như thế này. Thì những biến cố tào lao kiểu như thế này tôi gọi là tào lao tại vì nó không liên quan đến những cái sự cố lớn. Và nó cũng không liên quan tới tất cả mọi người đang ngồi ở đây. Thì tôi gọi nó nháy nháy nó gọi là tào lao. Thì thường những cái biến cố lớn trong xã hội nó sẽ xảy ra thì người ta sẽ có những biến cố tào lao để người ta chuyển hướng dư luận, cái chuyện quan tâm tới này vui hơn. Còn mấy kia của em nó không vui đừng có quan tâm. Nhưng mà thường những cái đó rất lớn. Thành ra nếu mà các anh chị ở đây là những cái chủ doanh nghiệp, những người làm business, những người có hiểu biết, những người có nhận thức thì sẽ bình tĩnh, tại vì đằng sau nó có thể có một cái cuộn sóng lớn mà trước khi lúc nào cũng vậy, trước khi có sóng thần, trước khi có bão lớn nó sẽ có một số cái signal, một số cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chuẩn bị có một đợt sóng thần rất lớn nó xảy ra. Thì đây chính là những cái mà mình nhìn nhận về khủng hoảng truyền thông, cố ý hay vô ý tôi không biết, các anh chị sẽ để ý những cái việc như vậy chứ không có tự nhiên, không có ai tự nhiên á. Mà buổi sáng thì người ta đi bắt một số ông chủ doanh nghiệp, chưa bắt xong, chưa về nhà nó công an chưa rút ra báo đăng lên trang chủ luôn rồi, thì sẽ bình tĩnh ha. Đó là những cái nhận định ở góc độ là
chuyên gia đi tư vấn dành cho các doanh nghiệp rất nhiều, thì tôi chia sẻ như vậy. Còn các anh chị nghe xong vui hay buồn tính sau, thì nhiệm vụ của tôi phải nói cho các anh chị ở đây, tại vì trong này thì có rất nhiều học viên thân thương của John Banner đang ngồi ở đây. Thành ra các anh chị đều biết cái style của John Banner trường bên Trung rồi, nói chuyện đó là thẳng thắn trực diện straightforward để giúp cho các anh chị có kiến thức. Và nếu các anh chị muốn nghe chơi cho vui hay là muốn nghe để các anh chị happy, chắc là lộ chỗ. Cảm ơn các anh chị. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của vừa rồi của tiến sĩ Ngô Công Trường ha. Vậy chúng ta có thêm một số góc nhìn về những cái case hay những cái drama vừa rồi mà chúng ta thấy. Nếu biết là mọi người có thấy thú vị nếu chúng ta nhìn thêm một góc nhìn khác không ạ? Chung cũng là người mua bảo hiểm thôi, chúng cũng theo dõi những cái drama này xem là có gì hay không, để xem là mốt mình có mua thêm, mình mua bên nào. Trước bình minh xíu là ngày xưa hồi trước mua trẻ trẻ mua thì mệnh giá nó không nhiều, mua theo thu nhập mà mua hồi lâu thu nhập của nó chưa cao, mệnh giá không nhiều nên đang phải suy nghĩ lại là xem là có nên tăng mệnh giá hay là mua thêm bên khác không. Như vậy có thêm một bạn Mi Trần, bạn có hỏi là những cái công ty xử lý khủng hoảng tốt thì những cổ phiếu nó có thể tăng, như vậy là canh cái thời điểm mà công ty nào có khủng hoảng mà biết chắc công ty đó xử lý tốt thì mình có thể mua vào mình lướt sóng được không? Rồi ok, vậy ở đây có hai ý ha. Rồi nếu mà công ty mà xử lý khoảng tốt á, cái việc mà người ta bị ảnh hưởng khi mà có tin xấu ra người ta bán cổ phiếu giảm thì bình thường, nó xử lý tốt xong rồi nó quay lại thôi, quay lại cái giá trị bình thường của nó thôi. Tuy nhiên ở đây có điểm nè, công ty biết chắc công ty đó xử lý tốt. Đã, cái này bạn hỏi lại làm sao mà biết chắc ha? Làm sao mà biết chắc cái chuyện này? Thì nếu mà biết chắc thì bạn mua thôi. Còn không biết chắc thì nên theo dõi. Quan điểm của mình là khi có những cái gì nó bất thường mà mình không có đủ thông tin thì mình gọi mình chờ thôi, mình take risk làm chi. Còn ai take risk thì đó là khẩu vị rủi ro cá nhân nha mọi người ha. Qua một câu tiếp theo nữa là của anh Hoàng Long Vũ, thì công ty sản xuất B2B mà gặp sự cố truyền thông thì các bước xử lý cơ bản như thế nào? Chương trình cũng nói nhiều rồi, anh có thể tìm kiếm 10 bước để xử lý khủng hoảng ha. Thì trên mạng nó có khá là nhiều tài liệu cả tiếng Anh, cả tiếng Việt. Có thể sật mình xem thử những cái bước mình chúng ta xử lý khủng hoảng như thế nào. Và cái này có lưu ý là trước khi mà chúng ta nhảy vào 10 bước á, thì mọi người nhớ dùng chung là nên chuẩn bị trước, có sẵn cái bộ BCP, bộ xử lý sự cố trước, rồi chúng ta setup nó trước ha, để cho chúng ta giảm được cái thiệt hại và chúng ta đỡ bị bối rối khi mà nó xảy ra xử lý truyền thông. Rồi, một câu hỏi này thì cũng liên quan đến về truyền thông, nhưng mà nó là liên quan đến cái vấn đề về hình ảnh cá nhân, personal branding, hơn là cái vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, nhưng mà chúng nghĩ là cũng là câu hỏi thú vị. Như vậy thì không biết là mọi người có nhớ lại cái chương trình trước đây Chopiner đã nói về cái việc xử lý khủng hoảng truyền thông của Sơn Tùng MTP không ạ? Cho cái video clip liên quan đến, được xem là liên quan đến về tự tử và cách xử lý truyền thông rất là khéo. Rồi như vậy thì không biết là tiến sĩ Ngô Công Trường có nhớ đến một số cái cũng được gọi là drama gần đây liên quan đến nghệ sĩ này, nghệ sĩ Trấn Thành, hào quang rực rỡ hay gì gì đó, và cuối cùng là bị phản đam khá là nhiều. Thì không biết là về góc độ chúng ta nói về thương hiệu cá nhân của những cái người này, liệu là họ có nên sử dụng một cái đơn vị tư vấn không, hay là họ rất là tự tin giống như bạn nãy mà nói là tôi tự tin quá cái thương hiệu của tôi rồi, tất cả những cái này là calculated risk rồi, tính toán rồi nên tôi lên mạng tôi chém thoải mái, ai ngờ nó bị gọi là phản đòn lại và nó ảnh hưởng khá là nhiều đến cái cá nhân của những cái người này. Thì về góc độ về chuyên gia tư vấn, chắc chắn là ngoài doanh nghiệp ra thì các partner cũng có tư vấn cho thương hiệu cá nhân. Đây là góc nhìn của tiến sĩ Công Trường về những cái sự kiện như của bạn MC Trấn Thành này, thì chúng ta nên nhìn như thế nào? Và nếu một cái gợi ý tương tự, KOL khác, mà nếu gặp sự cố tương tự thì nên làm gì trước khi chúng ta có những cái hành động gọi là mang tính chất là tự phát, bạn đó nên làm gì trước? Dạ rồi, cảm ơn anh Trung, cảm ơn bạn Cẩm Phú Xén đã đặt câu hỏi này ha. Câu này thì rất là Trường trả lời thành hai ý nha. Ý đầu tiên là nếu mà rơi vào tình huống về thương hiệu cá nhân thì thường những cá nhân này sẽ là cái người trả lời cho chính câu hỏi này chính xác hơn. Thì bây giờ góc độ chuyên gia tư vấn mà Trường thì dạy và coaching rất nhiều người sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân, thì góc độ của chuyên gia tư vấn thì là như thế này nè. Đầu tiên á, là mình coi thử là tình huống này là có cần phải xử lý hay không. Đầu tiên là góc độ tôi nói là trước khi bắt đầu bằng what và how, các anh chị ở đây hãy sức bình tĩnh ha. Trước khi xác định nó có phải là khủng hoảng hay không, nó có phải cách mà chúng ta xử lý hay không, thì chúng ta phải xác định là why, cái việc này có cần xử lý hay không. Nếu không cần xử lý thì suy nghĩ làm gì. Thành ra nếu mà chúng ta thấy là nó không phải là một cái việc cần xử lý thì không cần phải xử lý. Biết đâu cái việc mà các anh chị đang làm như thế này, các anh chị đang tạo ra cái drama cho các anh diễn viên này là cái mà đang thích thì sao? Tại vì khi các anh chị có thương hiệu cá nhân á, thì cái nguyên tắc mà 90-10 á, nó sẽ có 10% những người cho dù mình làm cỡ gì người ta cũng không thích mình. Tại ra đó là nguyên tắc rất kinh điển, mà nguyên tắc này được ứng dụng cho rất nhiều người, ví dụ như là tổng thống Donald Trump trong cái cuộc bầu cử với là Donald Trump với là Hillary Clinton. Thành ra ở đây á, 10% đó mà các anh diễn viên này đã xác định rất rõ 10% đó là ai, tức là những người đây trước giờ đã không thích mình rồi, mình cho dù mình làm cỡ gì người ta cũng không thích mình, thì bây giờ mình cho mình khóc, mình hát, mình làm gì người ta cũng không thích mình thì thôi, làm gì. Và như tôi nói hồi nãy, khi mà có thương hiệu cá nhân và khi tới những cái người mà ngôi sao hạng A cộng như những diễn viên như thế này, đó là những ngôi sao, là những ngôi sao hạng A cộng diễn viên như thế này, người ta phải cần có đội ngũ anti fan, những người thương mình gọi là fan và những người ghét mình gọi là anti fan. Như vậy nếu mình không có anti fan thì đâu phải là mình có fan, được chưa? Thành ra
những người mà anti fan với fan nó phải la lấu um sùm ấy, hai người phải la to lên, càng la to lên thì mình càng nổi tiếng. Còn cái nổi tiếng mà mình kiểm soát được thì rất là tốt, còn nếu không kiểm soát được thì chuyển qua thành tai tiếng, từ nổi tiếng qua thành tai tiếng mình, nếu mình không kiểm soát được. Còn như diễn viên này ấy, thì cái personal branding, cái thương hiệu cá nhân của diễn viên này nó quá lớn rồi. Thành ra đối với những cái drama vừa rồi thì nó là những cái mà tôi nói là cái why ấy. Đối với góc nhìn của anh này coi thì có cần phải xử lý hay không hay cứ vậy là thôi, được chưa? Rồi, đó là cái góc nhìn đầu tiên để cho các anh chị có một cái breakthrough, nghĩ hơi khác một chút cho cái case này. Đối với góc nhìn của tôi thì thấy thấy là cái case này đôi khi anh này cũng càng muốn như vậy nữa, chứ không phải là anh thấy nó là khủng hoảng. Đấy lý do mà sao mà anh làm một cái series các hình loại hình khác nhau cho những tình huống như thế này, một cái series luôn chứ không phải một cái. Các chị càng phản đối, các chị càng càng tạo drama, các chị càng chống đối phản đam gì đó thì anh càng làm rực rỡ hơn nữa. Bây giờ cảm ơn các chị đã phản đối, cảm ơn các chị đã giúp đỡ em khỏi mất công mà lên báo, đi đi lên cái sàn thảm đỏ chống tốn thời gian, các chị phản đối giùm em cái. Bây giờ thì đó là cái tư duy mình đổ ngược lại chút ha. Thành ra tới với từng cái case cụ thể mình sẽ ngồi phân tích là cái case đó mình có cần và xử lý không, cái why đó. Rồi thứ hai, nếu mà thực sự đây là một cái khủng hoảng truyền thông của cái why này thì các anh chị sẽ quay về lại tôi nói rồi, nếu mà nó mà là một cái khủng hoảng thì quay về lại phải xử lý từng bước ha, từng bước. Và thứ nhất là xử lý sự cố trước ha, rồi đứng ra nhận lỗi, đứng ra xin lỗi, đứng ra xử lý nó. Còn nếu mà trước khi nó diễn ra thì xử lý nó là một cái rủi ro thôi, còn khi nó là sự thay đổi thì mình dập tắt nó mất tiêu rồi, được chưa? Và các anh chị thấy là cái việc này diễn ra rất là dài, và đối với anh diễn viên này tôi đánh giá anh đó là người rất là thông minh và anh là người có một chiến lược cá nhân. Tại vì tôi biết anh này rất là lâu rồi, và từ lúc mà anh chưa nổi tiếng lắm như bây giờ, thậm chí là mới vừa ra thị trường thôi, tôi đã biết anh này rồi. Thì anh là một người tôi đánh giá là rất là thông minh và khôn ngoan, thì đã có một chiến lược rất là rõ ràng dành cho thương hiệu cá nhân và định vị rất rõ ràng. Thành ra là anh không xử lý gì thì chứng tỏ là các chị thấy là cái how không có gì, đúng không? Thì chứng tỏ anh chưa define nó, chưa xác định nó là cái what, là nó là một cái khủng hoảng. Và chưa xác định được cái what chứng tỏ là cái why của anh không có cái why, anh không có cái why để xử lý việc này hết. À, thành ra là các anh chị ở đây nếu mà xác định rõ, nếu mà fan của mình chuyển thành anti fan thì nó mới là vấn đề. Còn anti fan là anti fan thì đúng rồi, confirm là chắc cú luôn, là đây là anti fan. Được chưa? Thì thôi, đúng không? Ví dụ như các anh chị thích ăn bơ sữa thì các anh chị sẽ ghét nước mắm. Ngược lại thích ăn nước mắm thì ghét bơ sữa, vậy thôi. Các anh chị thuộc về phe nào? Được chưa? Thành ra đối với tôi nhìn góc độ này nó rất đơn giản các chị ạ. Và khi các chị xây dựng thương hiệu cá nhân, rất nhiều người bị một cái sai lầm á, đặc biệt là thương hiệu cá nhân nè. Các chị bị một cái sai lầm là mình làm hài lòng tất cả. Và khi mình làm cái việc hài lòng tất cả ở đây á thì cái việc hy sinh, người hy sinh đầu tiên chính là các anh chị. Được không? Thành ra các anh chị xây dựng gọi là thương hiệu cá nhân á, thì nó phải là một cái mũi kim, nhưng mà nó nhỏ thôi nhưng nó đục lủng cái lỗ hay là lủng bức tường. Còn nếu các chị trở thành một cái bàn tay ẩn chỗ tường, nó không lủng lỗ được. Và khi mình làm hài lòng tất cả, khi làm hài lòng tất cả các chị sẽ không có dấu ấn riêng, không có đặc sắc riêng, đúng không? Và không có nét đặc trưng riêng. Thành ra làm như vậy người ta đâu có nhớ tới mình, đúng không? Và khi mà các chị có cái gì đó riêng, cái gì đó rất độc lạ thì sẽ có những người lạ người ta không thích mình. Và như tôi nói một lần nữa, tại sao người ta không thích những người khác? Mình lại cứ cái chăm bâm cho anh diễn viên này hoài, được không? Tại sao nó chăm cho anh diễn viên này? Tại vì đó là tôi nói là nó là người nổi tiếng. Bạn chị có thấy là tôi nói nãy giờ nó là consistent, nó là xuyên suốt không? Những người mà bị như vậy là những người top of the line, những người đứng đầu thị trường, đứng đầu cái lĩnh vực, đứng đầu cái ngành mà người ta đang làm việc. Nếu mà cá nhân họ là những người đứng đầu, nếu mà công ty họ cũng là những công ty dẫn đầu thì nó mới thuộc những trường hợp giống như vậy. Thành ra việc đầu tiên khi mình rơi vào tình huống đó, đúng không? Có một câu của một cái anh ca sĩ rất nổi tiếng, chúng ta đã biết rồi. Để ở vị trí mà không ai cũng có thể ở được thì chúng ta phải chịu để cảm giác mà không ai phải chịu được. Thành ra chúng ta phải chịu để cảm giác này. Còn thế mà nhiều người nói ok, không được. Tôi không phải là cái người của công chúng. Tôi cũng không thích là drama. Tôi cũng không thích là người khác ghét mình. Thậm chí là đọc 100 cái comment mà có một cái comment nào đó không thích mình, và 99 cái thích mình, tối cũng không ngủ được, thì cũng không nên làm người nổi tiếng. Cái đơn giản như vậy thôi anh chị. Còn nếu mình đã là người nổi tiếng, trong 100 comment xác định sẵn là có 10 cái comment họ không thích mình, họ chửi bớt sầm ấy, nó móc da phải mình đã chửi luôn, nếu mà lên Google sẽ chửi, thì nó là bình thường, nó nằm trong cái tầm kiểm soát mình đang kiểm soát được. Còn nếu mà trong cái 100 comment mà 99 cái bay vô chửi mình thì chứng tỏ đang làm thương hiệu cá nhân tầm 7, đang làm bị tai tiếng nhưng mà lại làm nổi tiếng. Chọc có một cái còn 99 cái không ngủ được, cái đó là khác. Thành ra có rất nhiều người mình bị nhầm ở đây. Có một số thương hiệu tôi thấy là xây dựng được thương hiệu cá nhân trên TikTok đang là như vậy, xong cái thấy người ta comment anh phải đẹp hơn chút, anh phải trau chút hơn chút, hay chị phải đẹp hơn chút, làm được cái rất quất luôn. Tại vì người ta thích mình, tôi thích anh vì cái sự chân thật, tôi thích anh vì cái mặt anh nó không được đẹp, tôi thích anh vì anh không được hoàn thiện, không được hoàn hảo, nhưng với cái nỗ lực của anh á là tôi thích anh, tôi ngưỡng mộ anh. Còn tự nhiên tôi thích anh vì cái gương mặt anh không đẹp, bây giờ anh làm cho gương mặt nó đẹp lên, đi phẫu thuật thẩm mỹ là anh thành người khác rồi. Đẹp như vậy thì thiếu gì người, nhưng mà xấu như anh mà nó nổi tiếng tôi mới ngưỡng mộ. Thứ hai là thạc sĩ tiến sĩ mà làm giàu thì chuyện bình thường, mà anh không học gì, anh không có nghề ngỗng gì mà anh vẫn rất là giàu, đúng không? Và anh dạy những cái điều rất là cơ bản cho rất nhiều người mà anh vẫn rất là giàu, thì tôi ngưỡng mộ anh, tại vì tôi cũng giống như anh,
Đúng rồi, tôi cũng rất là nghèo khó, tôi cũng đi xuất thân từ tầng lớp lao động, và anh giàu làm được, anh giàu được mà tôi không giàu được, tôi ngưỡng mộ anh. Rồi tự nhiên anh giàu xong rồi anh mặc đồ vest vô đúng không, rồi anh đi make up lên, rồi anh đi học lên, rồi anh trở thành một cái người bình thường. Nó mất đi cái riêng của anh, khi mất riêng của anh, và vì anh lắng nghe nhiều quá, anh listening nhiều quá. Và khi lắng nghe nhiều quá, ông bà mình nói rồi, để cày dưới đường, mình phải có một cái chính kiến của thương hiệu cá nhân của mình, và mình có một cái fan riêng của mình. Đó là lý do vì sao mình đi coi ca nhạc đúng không, mình đi xem phim, đi coi đá banh, người ta có một cái khu gọi là fan zone, chứ người ta đâu có khu là thập cẩm zone đâu đúng không. Fan zone đứng ở đây đúng không. Thật ra nếu mà anh chị đi coi đá banh ở những sân vận động lớn, nó có một cái khu rất hay, là đây là ví dụ như sân nhà, ví dụ các anh chị coi Barcelona gặp Real Madrid trên sân Nou Camp, nó sẽ có cái khu là khu vực cổ động viên nhà, gọi là fan zone. Khu vực của cổ động viên Real Madrid nó dành cho cái bùn á, chút xíu này. Đừng vô lộ nha, vô lộ là hy sinh á. Tôi phải dùng từ là hy sinh luôn nha. Nó đạp một cái là bay xuống rớt xuống đó luôn, đúng không? Nhưng ngược lại, qua Bernabeu ha, sân nhà của Real Madrid, cái khu vực của Real Madrid nó bự như này nè, khu Barcelona nó còn chút xíu thôi. Đừng vô lộ, người ta phân biệt sẵn đâu là fan zone, đâu là anti fan zone. Vô chỗ anti fan zone ngồi, rồi vô chỗ fan zone ngồi. Thì như vậy nó gọi là cái khu dành cho người hâm mộ. Thành ra đi coi đá banh ở Barcelona thì đừng mặc áo màu trắng. Tôi nói luôn mà, đừng mặc áo màu trắng cho dù là không có logo hay logo tôi không biết, nhưng mà áo màu trắng vô là hy sinh, và người ta có thể giết chết cái chuyện về mặt physical, hiểu chưa? Về mặt con người á. Mà ngược lại, đi qua bên Real Madrid mà đi coi đá banh thì đừng mặc ba màu, màu vàng, màu xanh và màu đỏ, mặc vô là hy sinh. Nếu mà kiếm áo màu trắng là mặc vô cho chắc. Thành ra mặc lộn bên trong cao lốt màu trắng mà đi coi đá banh ở sân Nou Camp ở Barca thì có thể bị giết chết. Thành ra trong cái việc mà thương hiệu cá nhân hay thương hiệu doanh nghiệp cũng vậy, nhất phân biệt rõ đâu là fan zone và đâu là anti fan. Và khi các anh chị xây dựng thương hiệu cũng vậy, mình phải biết là mình đang phục vụ cho phân khúc nào. Và tôi nói ý cuối thôi, ai cũng thích Apple đúng không, nhưng mà đâu phải ai cũng có thể sử dụng được Apple, nên những người không sử dụng được Apple người ta sẽ ghét Apple, vậy thôi, rất là đơn giản. Gì đó do vì sao có rất nhiều người đi bán thận, đi bán tim, bán phổi để đi mua được một cái điện thoại Apple trong đời của họ, để và người ta không mua được, người ta chửi họ là cú bắp, vậy thôi. Và Apple sẽ được rất rõ là em sinh ra không phải là phục vụ cho tất cả anh chị, được chưa. Thật ra nếu mà Apple đi phục vụ cho tất cả, và trong quá khứ Apple đã từng hai lần làm ra hai sản phẩm phục vụ cho tất cả, và hai sản phẩm đó là hy sinh ngay lập tức trong đống nhạc, chưa ra là các chuyên gia người ta đã phán là hy sinh rồi. Tại vì khi đó, khi chúng ta làm hài lòng cho tất cả, vô tình chúng ta bị làm tổn thương tới những người mà fan zone của mình, tức là những người mà đã bỏ ra cho mình vài ngàn đô để mua những sản phẩm cao cấp của mình, đúng không? Để người ta định vị đây là một sản phẩm cao cấp. Tự nhiên anh bán cho một sản phẩm thấp cấp thì tôi đang xài cao cấp đó sao được? Thành ra nếu mà các anh chị đi vào những cửa hàng hiệu như là LV, Chanel thì nó có window shopping, ai không có tiền đứng ngoài cửa ngó vô cái gọi là window shopping, còn nó chỉ dành cho những người mà thực sự thôi. Thành ra là mình mua những hàng hiệu như mua Rolex thì các anh chị muốn vô mua để tiếp thì nó phải verify vài thứ thì nó mới vô phòng để ngồi nói chuyện, chứ không phải ai vô hỏi bao nhiêu giá nó cũng bán đâu các anh chị nha. Đúng không? Thành ra đó là cái cách mà chúng ta quay về lại, chúng ta nghĩ nhiều hơn về về thương hiệu. Rồi bây giờ chia sẻ nhanh một chút thôi. Thì nếu mà các anh chị theo dõi nãy giờ thì sẽ có một cái quà tặng dành cho các anh chị ha. Anh chị nào theo dõi nãy giờ trong suốt quá trình từ đầu giờ đến giờ, đúng không ạ? Mà nghe tới khúc này luôn, chat dùm từ con số 88 đi ạ. Anh chị nào có con số 88 này, đồ ngủ Trumpner sẽ tặng quà cho anh chị ha. Quà tặng hôm nay thì theo yêu cầu luôn, là tôi đọc qua các cái comment thì các anh chị muốn một cái quà tặng là lớp học Lean Six Sigma Yellow Belt thì Trumpner sẽ tặng. Và em chia sẻ một chút là anh chị nào tới khúc này nhớ nghe kỹ khúc này để nhận quà nha. Là anh chị nào mà chat trên các kênh khác như YouTube hay các kênh khác á, tại vì khi mà Trumpner phản hồi lại á thì nó bị xếp vào trong spam, tại vì phản hồi cùng một nội dung. Thành ra các anh chị nào mà chưa nhận quà được thì vui lòng liên hệ với fanpage của Trumpner thì chúng ta sẽ gửi quà tặng cho các anh chị ha. Và nhớ các sự kiện offline, các anh chị nhớ đi dự offline, tại vì những anh chị mà comment số như thế này thì các anh chị sẽ nhận được một quà tặng offline physical, là một quà tặng được customize rất đặc biệt từ John Barnes, thì các anh chị nhớ ha. Vừa rồi khi mà Trường về Việt Nam và có làm một số sự kiện offline thì các anh chị đi offline đều được nhận quà tặng này. Anh chị nào nhận quà tặng rồi thì nhớ chụp hình share lên để cho các người khác biết. Và nếu mà chưa nhận quà thì nhớ comment trên fanpage nha, chứ đừng có đầu quà đến YouTube nha các anh chị. Đầu quà YouTube là YouTube nó cũng chặn luôn, nên chúng tôi không biết các anh chị đang phản hồi. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của tiến sĩ Ngô Công Trường ha. Và như vậy chung nhắc lại là số phần quà các anh chị vui lòng mà comment trên fanpage hoặc chat dùng fanpage của John Partner thì như vậy nó sẽ dễ dàng hơn cho đội ngũ John Partner để gửi phần quà cho anh chị ha. Các nền tảng khác hiện giờ họ đang hạn chế spam nên các anh chị chat qua chat lại nó bị bay vào spam. Chúng ta cũng hơi lố giờ một tí xíu rồi, vẫn còn một số câu hỏi khác. Hy vọng là tuần sau chúng ta sẽ có thêm thời gian để chúng ta gặp nhau và chúng ta chia sẻ về một số câu hỏi khác của các anh chị. Tuần sau thì nghe đồn là bắt đầu lại lịch nhẹ nhàng cho tiến sĩ Ngô Công Trường thôi, là 2, 4, 6, 3, 5, 7 phải không ạ? Vậy chúng ta sẽ chỉ còn được chủ nhật để gặp nhau thôi. Rồi xin cảm ơn tiến sĩ Ngô Công Trường và cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự chương trình cùng John Partner. Rồi hẹn gặp lại các anh chị ha. Dạ rồi, cảm ơn Trung rất nhiều đã dành thời gian điều phối ha. Thật ra là mỗi lần gặp anh Trung là áp lực lắm, vì một người điều phối công lực nên mình áp lực lắm. Cảm ơn các anh chị dành thời gian theo dõi tham gia, và lần sau nếu mà có câu hỏi nào thì các anh chị có thể gọi trước về chương trình, hoặc là có cái nội dung nào đang nóng đang quan tâm thì các anh chị sẽ gửi về chương trình giúp, thì Trường Minh Trung sẽ cố gắng dành thời gian một tuần một lần dành cho các anh chị. Cảm ơn các anh chị rất nhiều, chúc các anh chị ngủ ngon ha. Rồi xin chào các anh chị ha, bye mọi người.